bây giờ Thu xin trình bày nhạc phẩm Nếu Hai Đứa Mình của nhạc sĩ Anh Bằng. Trong sao ngắm lửa trăng sầu
có thương đời nhau. Nếu ai đưa mình đi về cùng chung lối đường, thì dù đêm tối không làm mở lối yêu thương, nếu hai đứa thành đôi chim chậm đôi cánh nhịp đôi tim, thì dù mưa rơi giá lạnh đêm trường cũng vẫn đưa mình chọn đời.